Kính thưa quý vị dân, tôi đang đứng trước không khí rộng ràng của Tết Trung Thu tại chung cư La Astoria. Trung Thu là dịp để bố mẹ dành tình yêu thương cho các con và các em thiếu nhi có thể được vui chơi, nô đùa hết mình vào ngày này, được rước đèn giữa ánh sao, được phá cổ, vân vân. Một không khí rất là rộn ràng, tuyệt vời. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay. Vậy là một mùa trăng rằm nữa là đến, trong sự hân hoan chào đón của tất cả mọi người, đặc biệt là các em nhỏ. Họ cùng không khí tưng bừng, ban tổ chức đã xây dựng nên một cái Tết Trung Thu dành cho tất cả mọi người, mọi nhà với rất nhiều chương trình thú vị như chương trình văn nghệ Vũ Hội Trăng Rằm và những chương trình gắn kết gia đình, bé tập làm bánh trung thu, bé tập làm lồng đèn. Đây là cơ hội để gia đình có thêm những khoảnh khắc đáng nhớ. Các bé tạo nên những chiếc bánh trung thu bằng đôi tay bé xinh của mình để dành tặng cho ông bà, cha mẹ, những người mà bé yêu thương. Hai các bé cùng bố mẹ tạo ra những chiếc đèn ông sao, đèn con cá nhiều màu sắc cũng sẽ là những ký ức đẹp trong tuổi thơ các em. Và qua đó lưu giữ và chia sẻ những khoảnh khắc yêu thương, ngọt ngào của cha mẹ cùng các con.